cho lính xuống bắt á. Là phi đoàn xin chào bà con nha. Hôm nay mình trở lại cái trang trại của chị Vân. Đợt cách đây hơn 2 tháng mình có giao 500 con. Đây là chị Vân ở Mỹ Lương, Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì dịch này bữa mình có là quay cái video giao con giống 500 con á. Nếu mà con nào có theo dõi kênh của mình thì sẽ nhận biết. Thì hôm nay là 2 tháng 13 ngày. Thì vịt nó đều như thế này. Một xíu cho em mượn cái cân đi chị Vân. Vân lấy cái cân mượn. Cân thử con chóng má. Đây là 500 con đợt rồi giao ha. Dịch này thì dịch máy ra được rồi. 2 tháng 13 ngày. Một xíu vô hỏi chị Vân ơi, 500 con này nuôi heo hụt bao nhiêu con? Trại này thì chị Vân không có làm sàn. Chị Vân nuôi theo kiểu thả vườn. Thì đất hơi bị dơ. Không được sạch sẽ lắm. Đây. Đây là chỉ cho ăn bằng thức ăn sét, cho đổ thức ăn áp lẩm luôn. Lúc nào cũng có thức ăn ha. Thức ăn 100% không trộn gì hết. Năm trăm con nào cũng nấy đều như nhau hết. Dịch rất là đẹp, chân đen lông đen ha. Đây là giống gốc miền Tây của mình. Thì giống gốc miền Tây thì nó sẽ có cái màu đen tiền đều như thế này. Miền Tây thì sông nước, cây cối mát mẻ nên con dịch rất là phát. Làm giống rất là khỏe. Con giống mà mình làm con giống ở miền Tây thì con giống ra nó khỏe mạnh, nó to. Cái 500 con này chạy như nó hao hụt bao nhiêu vậy Vân? Thì ước lượng khoảng đi. Chích gì phạm thuốc? Chích tả chích 1C hay nhiêu phạm thuốc? Tao chích nửa C thôi. Ở sẵn đây mình lưu ý bà con là chích tả là chích nửa C thôi nha. Nếu mà chích 1C là nó giật con vịt mình á. Tại mình chích quá liều chứ hạn chế đi muỗng kim gì. Mình phải ngừa đúng lịch chứ. Đâu có cân chưa Vân? Có cân hả? Để cân thử chống máy. Con này chắc máy này chắc cũng cỡ hơn 2,5 kg à. Bự ghê. Ờ, có cỡ 2,7 kg có. Trống này muốn phủ rồi, gần phủ rồi. Chắc tuần lễ nữa. Trống này chắc cỡ 3,8 kg rồi ạ. Rồi đây là trại vịt của chị Vân. Mình giao cách đây 2 tháng 13 ngày. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi và ủng hộ lò ấp Phi Đoàn thời gian qua ha. Đặt giống bà con liên hệ số điện thoại 0974842805 hoặc là Zalo 0974842805. Cảm ơn bà con nha. Chào bà con nha.